Đối với Phật giáo trên khắp thế giới hiện nay, 1/3 thuộc về Phật giáo Nam Tông, tức là Nguyên Thủy, Tiểu Thừa, 2/3 thuộc Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông. Trong khi đó, Kim Cang Thừa Phật giáo chỉ đại diện cho 1/30 số người Phật giáo, vì mật tông giới hạn trong các nơi thư dân như Tây Tạng, Bhutan, Nepal và Mông Cổ. Mặc dù Đức Lạt Lai Đạt Ma chỉ đại diện cho 1% tín đồ Phật giáo thế giới, nhưng với uy tín của Ngài, người Tây Phương vẫn nhìn Ngài như người đại diện cho toàn thể Phật giáo. Bắt đầu từ thế kỷ thứ 15, Phật giáo Tây Tạng tôn xưng và thần thánh hóa những vị thầy, vì họ tin rằng đây là những vị Bồ Tát hay những vị tổ tái sinh. Thí dụ, Đức Đạt Lai Lạt Ma là tái sinh của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, nghĩa là đại diện cho lòng từ bi. Đây là dựa theo lối giải thích bí truyền của mật tông Tây Tạng. Nhưng dựa theo Phật giáo Đại Thừa, thì thật ra trong mỗi chúng sinh, ai cũng là Quán Thế Âm, ai cũng là Đại Thế Chí hay Văn Thù và Phổ Hiền cả. Vì ai ai cũng đều có Phật tánh như nhau, cho nên trong tất cả chúng sinh đều có tự tánh từ bi và trí tuệ. Nhưng con người vì bị cái vỏ cứng vô minh che phủ bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, nên không thấy cái Phật tánh thiêng liêng sáng suốt huyền diệu thanh tịnh nhiệm màu của mình, nên mới cầu Phật, Bồ Tát ở bên ngoài. Vì thế, khi mê thì thấy có chúng sinh, có Bồ Tát, có Phật. Đến khi thức tỉnh, giác ngộ, thì thấy tất cả chúng sinh đều là Phật. Vì sao? Khi mê chúng sinh chỉ dùng mắt thịt để nhìn, cho nên họ chỉ thấy người cao kẻ thấp, người sang kẻ hèn, quần là áo luộn, quyền cao chức trọng, nhà cao cửa rộng, nên tâm vọng động mà sống trong phiền não khổ đau, nên mới có trông mong cầu nguyện để thỏa mãn tánh tham của mình. Đến khi thức tỉnh thì nhìn thế gian bằng pháp nhãn thanh tịnh, tức là con mắt trí tuệ, mà thấy được thật tướng, chân tâm, Phật tánh của tất cả mọi người, nên họ thấy ai cũng là Phật, cũng bình đẳng như nhau. Nếu con người biết thức tỉnh để phát triển và sống với lòng từ bi vô lượng, để thương yêu mọi người, không phân biệt thân sơ, màu da sắc tộc, vì chúng sinh và mình là một, thì Đức Quán Thế Âm, tức là tâm đại từ đại bi, hiển hiện trong tâm của mình. Ngược lại, nếu sống trong vô minh, chạy theo tham đắm, dục tình, làm nô lệ cho tư kỷ cá nhân, thì cho dù có cầu nguyện, van xin cúng vái, thì Đức Quán Thế Âm cũng biến mất. Vì thế, Đức Quán Thế Âm, Ngài Phổ Hiền là tượng trưng cho lòng từ bi của chúng sinh. Ngài Đại Thế Chí, Đức Văn Thù là đại diện cho trí tuệ sáng suốt vô phân biệt, tức là căn bản trí của mọi người. Ngài Tông Khách Ba vào thế kỷ thứ 14 đã lập 2 vị đệ tử là Ban Thiền Lạt Ma và Đạt Lai Lạt Ma. Ban Thiền tượng trưng cho trí tuệ và Đạt Lai là biểu tượng của từ bi. Khi Trung Cộng xua quân đánh chiếm nước Tây Tạng năm 1950, thì cả hai, Ngài Ban Thiền và Đạt Lai còn kẹt lại Tây Tạng. Tháng 4 năm 1959, sau 9 năm bị giam lỏng ở Potala, Đức Đạt Lai trốn thoát và tị nạn tại Dharamsala, tức Rihassa gần biên giới Tây Tạng và Ấn Độ cho đến ngày nay. Trong khi Đức Đạt Lai trốn được qua Ấn Độ, Ngài Ban Thiền thứ 10, Lamrup Chökyu Rielsen còn bị kẹt lại và đã viết bài kiến nghị dài 70.000 chữ để tố cáo cho thế giới về cảnh ngộ khốn cùng của đồng bào Tây Tạng dưới sự thống trị của Trung Cộng. Ngài đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc và Mao Trạch Đông lăng mạ và kết án 14 năm trong tù hay cấm cố tại nhà. Tháng 12 năm 1964, Ngài bị đưa đến Bắc Kinh dưới tội danh phản cách mạng và bị đánh đập tàn nhẫn. Năm 1978, sau khi được trả tự do, Ngài du hành khắp Tây Tạng và tiếp tục phê bình chính sách cai trị bạo tàn của Trung Cộng. Chẳng bao lâu sau đó, Ngài bị bắt trở lại và ngày 28 tháng Giêng năm 1989, Ngài được nói là đã chút hơi thở cuối cùng trong hoàn cảnh rất bí mật, hưởng dương 51 tuổi. Để tiếp tục truyền thống của Phật giáo Tây Tạng, năm 1995, Đức Lạt Lai Đạt Ma đã chứng nhận Gendun Cheoki Nima là Đức Ban Thiền thứ 11. Nhưng sau đó Bắc Kinh đã bắt cóc vị này cùng với cha mẹ
và họ bị mất tích cho đến ngày nay. Trung Cộng sau đó tự chọn một cậu bé khác tên là Jiasen Nobu để ngồi vào chức vị ban thiền lạt ma thứ 11, người mà hầu hết nhân dân Tây Tạng tẩy chay. Đức Đạt Lai Đạt Ma thứ 14 hiện nay đã lớn tuổi. Nếu một ngày nào đó ngài viên tịch thì chắc chắn Trung Cộng sẽ chọn một vị lạt ma mới, cũng giống như ngài ban thiền thứ 11, thì truyền thống Phật giáo Tây Tạng sẽ mai một. Vì là biểu tượng cho từ bi nên Đức Đạt Lai Lạt Ma tuy thuyết pháp khắp mọi nơi trên thế giới, nhưng ngài chỉ chuyên giảng giải và dạy chúng sinh phát huy lòng từ bi nhân ái, mà ít khi nói đến trí tuệ Bồ Đề. Nhưng trong đạo Phật, từ bi và trí tuệ phải đi đôi, bổ sung cho nhau, thiếu một thì mất thăng bằng. Có văn thù thì phải có phổ hiện, có đại thế chí thì phải có quán thế âm. Niềm tin Phật giáo, Thiên Chúa giáo, Hồi giáo hay Tin Lành chỉ tin có một Thượng Đế duy nhất thì gọi là Nhất Thần giáo. Trong khi đó, đạo Khổng hay đạo Lão tin vào nhiều đấng thần linh nên những đạo này được gọi là Đa Thần giáo. Ngược lại, đạo Phật không phải là Nhất Thần giáo, cũng chẳng là Đa Thần giáo, mà cũng không phải là giáo điều chủ nghĩa, tức là vị giáo chủ đưa ra bất cứ giáo điều gì, cho dù đúng hay sai, thì tín đồ bắt buộc răm rắp phải tuân theo. Chính Đức Phật đã khẳng định rằng, ta không là Thượng Đế, cũng không phải là thần linh, mà chỉ là một con người. Nhưng con người đã chiến thắng thế gian. Đức Phật đã chiến thắng thế gian, nhưng Ngài không cần ngai vàng để ngự trị, và cũng không cần thần dân để được tôn vinh. Ngài sống rất thảnh thơi với ba mảnh y và một bình bát. Nhưng chiến thắng được tâm của mình để sống với chân tánh mới là cái chiến thắng vĩ đại của bậc đại giác đại hùng vậy. Chỉ sau khi Ngài nhập diệt, con người mới tôn thờ Ngài, sùng tín Ngài như các vị thần linh. Tóm lại, Đức Phật chỉ là một đạo sư, là ngọn đuốc tuệ để giúp cho chúng sinh nương theo đó mà tìm ra con đường sáng, con đường giải thoát giác ngộ cho chính mình. Để giải thích mối quan hệ giữa lòng tin và trí tuệ, Đức Phật dạy rằng, người có lòng tin mà không có trí tuệ thì thường làm tăng trưởng vô minh. Người có trí tuệ mà không có lòng tin thì thường làm tăng trưởng tà kiến. Trí tuệ ở đây cần được hiểu là năng lực suy xét và phán đoán mọi sự việc. Cho nên nếu trí tuệ không có lòng tin vào chánh pháp thì người tu tập dễ rơi vào tà kiến. Tăng trưởng tự cao, tự đại, luôn luôn cố chấp, không thấy được chỗ sai lầm của mình. Ngược lại, người có lòng tin vào chánh pháp mà thiếu đi trí tuệ để nhận hiểu và phân biệt đứng đắn thì dễ dàng lún sâu vào chỗ si mê, tăm tối, mê tín dị đoan. Vì thế mà trong bát chánh đạo, tức là 8 con đường chân chính giúp chúng sinh chuyển cuộc sống từ phàm đến thánh, chỉ có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định, mà không hề có chánh tín. Đức Phật không phải là đấng thần linh nên Ngài không bắt buộc chúng sinh phải tin vào Ngài một cách tuyệt đối. Ngược lại, Đức Phật dạy chúng sinh phải tư duy quán chiếu, suy nghiệm những lời Phật dạy một cách khách quan, đứng đắn thì mới có lợi ích cho mình. Đức Phật muốn chúng sinh thấu hiểu chánh pháp để thấy biết đúng, suy nghĩ đúng mà có cuộc sống thanh bình an lạc. Thì lúc đó con người đâu còn tin vào tà kiến, mê tín dị đoan. Vì thế, hãy lắng nghe thông điệp của Đức Phật, chính là con đường sống cao thượng của cuộc đời. Hãy tránh xa tất cả những hành động tội lỗi, trau dồi cuộc sống bằng những hành động tốt, thanh lọc tâm trí khỏi những ý nghĩ bất tịnh. Trước khi nhập diệt, Đức Phật dạy rằng, các con là những hải đảo, những ngọn đuốc cho chính mình, hãy nương tựa vào chính mình, không nương tựa vào nơi nào khác. Trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật lại dạy thêm, các con hãy tự thắp đuốc lên mà đi, các con hãy lấy pháp của ta làm đuốc, hãy theo pháp của ta mà tu giải thoát, đừng tìm sự giải thoát ở một kẻ nào khác, đừng tìm sự giải thoát ở một nơi nào khác ngoài các con. Và sau cùng, Đức Phật dạy rằng, các con hãy tự cố gắng, Như Lai chỉ là kẻ dẫn đường. Đạo Phật là tôn giáo duy nhất trên hoàn cầu xác định rằng
cánh cửa thành công để đạt đến cứu cánh giải thoát giác ngộ phải mở rộng cho tất cả mọi người, từ nam nữ, lớn nhỏ, sang hèn, cao thấp, đạo đức hay tội lỗi. Nếu chúng sinh biết cải thiện đời sống trong sạch, hóa giải hết phiền não vô minh, thì sẽ có được Bồ Đề Niết Bàn như Phật. Không phải ngày nay con người mới nghe đến những tôn giáo thuộc về Thiên Chủ Tạo Vật, mà vào thời của Đức Phật đã có những giáo thuyết như vậy rồi. Đó là Thượng Đế tạo ra tất cả mọi người, mọi vật. Thượng Đế chịu trách nhiệm tất cả mọi việc. Thượng Đế ban thưởng và tha thứ tội lỗi của chúng ta. Thượng Đế chịu trách nhiệm về cuộc đời của chúng ta sau khi chúng ta chết. Thượng Đế sẽ cho ta lên thiên đường hay bắt chúng ta phải xuống địa ngục. Ở đây, Đức Phật không hứa hẹn hạnh phúc hay ban thưởng cho những ai tự nhận là tín đồ của Ngài, và Ngài cũng không hứa hẹn cứu rỗi cho những ai đặt niềm tin nơi Ngài. Đức Phật không khuyên các đệ tử của Ngài đi cải đạo dân chúng, những người mà nếu không theo sẽ bị đọa vào địa ngục. Ngài và tín đồ của Ngài không chỉ trích những người khác đạo là những người phạm tội, sẽ bị đọa vĩnh viễn nơi địa ngục. Theo tinh thần Phật giáo, cả đến những người không đạo nhưng biết sống trong phẩm hạnh và có lòng từ bi thì vẫn có thể lên thiên đường như thường. Đối với Ngài, tôn giáo không phải là sự mặc cả, mà là con đường sống cao thượng để đạt đến cứu cánh tột đỉnh là giải thoát giác ngộ. Đức Phật không muốn các tín đồ của Ngài tin tưởng trong mù quáng, Ngài muốn chúng sinh phải biết suy nghĩ và thấu biết. Phật giáo là con đường cao thượng cho đời sống, mà nơi đó nhân đạo, bình đẳng, công bằng và an lạc chiếm một vị trí tối thượng. Đức Phật phủ nhận có đấng Phạm Thiên, Thượng Đế, vì chỉ có ta mới chính là Thượng Đế của chính mình, và chỉ có ta mới có thể tự lèo lãi con thuyền định mệnh của mình được. Đức Phật không dạy phải cầu nguyện và sùng bái Ngài để được Ngài tha thứ cho các tội lỗi, thanh tịnh hay ô nhiễm trong tư tưởng của chúng sinh, tùy thuộc nơi chúng sinh. Không một đấng thiêng liêng, Phật hay một tha nhân nào có thể làm ô nhiễm hay thanh tịnh tư tưởng của người khác được. Ngay cả Niết Bàn là hạnh phúc tuyệt đối cũng thế. Khi chúng sinh tự mình quét sạch được những dục vọng, luyến ái và vị kỷ, thì chính họ sẽ nghiệm chứng sự an lạc tịch diệt của Niết Bàn, chứ Niết Bàn không phải do Như Lai ban tặng được. Một ngày nọ, Đức Phật thấy những người Jalita lặn lội dưới nước trong khi tuyết xuống liên tiếp trong 7 ngày đêm để tế thần lửa tại bờ sông Gaya. Đức Thế Tôn có dạy rằng, sự trong sạch do rửa bằng nước không bao giờ có. Người nào tắm trong dòng nước chân thật và thiện pháp thì người đó mới là người trong sạch. Đức Phật đã khẳng định rằng tất cả các thứ nước trên thế gian này, kể cả nước thánh, không có thứ nước nào rửa sạch được lòng hung ác để trở thành tâm lương thiện. Chỉ có chân lý tứ diệu đế và thánh pháp mới làm cho con người trở nên trong sạch, trở thành thánh nhân. Đó chính là nước vô hình rửa được vô minh phiền não trong tâm của chúng sinh. Một hôm khác, Đức Phật đang thuyết pháp, có vị Bà La Môn tên là Sudarika bạch với Phật rằng: Bạch Thế Tôn, Ngài có đến con sông Bahuka để tắm không? Đức Phật đáp: Này thầy Bà La Môn, con sông đó có gì đặc biệt? Đáp: Thưa thầy Cổ Đàm, con sông Bahuka là nơi mà mọi người cho đó là dòng sông phước, nên hàng ngày biết bao nhiêu người đến tắm rửa để rửa tội. Bây giờ Thế Tôn mới dạy, người thiếu trí tạo ác nghiệp, cho dù có đến tắm những dòng sông Bahuka, sông Gaya, sông Sarasati, sông Baya và sông Bahumati, thì những con sông ấy không thể làm cho người ác hết tội. Người đã tạo ác nghiệp thì không có dòng sông nào làm cho họ trong sạch được. Này thầy Bà La Môn, thầy nên tắm rửa tội. Thứ nước mà Như Lai đã dạy là người không nói dối, không làm hại chúng sinh khác, không nên lấy của người, không nên bòn sẻn keo kiệt. Ngược lại, tuy thầy có đi đến con sông Gaya và uống nước ấy cũng không ích lợi gì cho thầy. Do đó, sự rửa tội và sự đưa chúng sinh lên thiên đàng không hề bao giờ có trong đạo Phật. Và chính Đức Phật đã phủ nhận nói rằng Ngài oai lực đưa người đi được đến thiên đàng cực lạc. Vì vậy mà đạo Phật mới gọi là đạo tự giác. Đức Phật là đấng đã thức tỉnh
trong giấc mộng vô minh và lời dạy của Ngài kêu gọi chúng sinh nên thức tỉnh, nghĩa là Phật dạy chúng sinh phải tự mình tu và cố gắng giải thoát lấy mình, chứ đừng mong đợi Phật có oai lực cứu độ mình. Nói cách khác, người muốn no hãy tự ăn lấy mới no, kẻ khác không thể ăn cho mình no được. Vì thế bất cứ ai cũng có thể đứng trước Đức Phật trong tư thế một người có phẩm cách, chứ không phải trong tư thế một người cầu khẩn van xin. Hãy lắng nghe lời phát biểu của giáo sư Lakshmi Nasara viết trong cuốn Tinh Hoa của Phật Giáo, rằng chỉ nói về Phật giáo thôi, ta có thể xác nhận là tôn giáo này thoát khỏi tất cả cuồng tín. Phật giáo nhằm tạo cho mỗi cá nhân một sự chuyển hóa nội tâm bằng cách tự chiến thắng lấy mình. Từ xưa đến nay, lý trí và đức tin luôn chống đối với nhau. Lý trí thì dùng lý luận và suy tư phát xuất từ kinh nghiệm và nhận xét, trong khi đức tin nằm trong phạm vi tình cảm, không thể suy luận, suy xét hay giảng giải được. Do đó, những tôn giáo thần khải thì đức tin là thượng đế, cảm nhận bằng trái tim, không phải bằng lý trí. Tình thương phát xuất bằng trái tim thì dựa vào tình cảm nên rất thăng trầm, vì thế nó có lúc đúng, có lúc sai, có lúc thương, có lúc ghét. Ngược lại, lòng từ bi phát xuất từ trí tuệ sáng suốt thì dựa theo tinh thần khách quan bình đẳng, không thiên vị. Thêm nữa, đối với những tôn giáo thần khải thì thần thông, phép lạ là quan trọng. Ngược lại, Đức Phật coi đó là không đáng kể và không thích đáng, bởi vì điều quan trọng nhất vẫn là bồi dưỡng trí tuệ để có giải thoát giác ngộ. Đối với đạo Phật, những người có phép lạ không nhất thiết là bậc giác ngộ hay các bậc thánh, cho nên theo Đức Phật, thần thông phép lạ cao siêu nhất và huyền diệu nhất phải là làm sao biến một con người ngu si trở thành một con người khôn ngoan, trí tuệ. Vậy đạo Phật có phải là một tôn giáo không? Dựa theo lời giải thích của học giả H.G. Wells thì tôn giáo là trung tâm của giáo dục xác định luân lý phẩm hạnh của con người. Triết gia Aldous Huxley định nghĩa tôn giáo như sau: tôn giáo là một hệ thống giáo dục bằng các phương tiện con người có thể tự mình huấn luyện cho mình. Trước hết là thay đổi cái mình mong muốn cho đúng với nhân cách của mình trong xã hội. Thứ hai là nâng cao lương tri và thiết lập quan hệ giữa con người và vũ trụ mà họ là một thành phần trong đó. Thông thường, tôn giáo luôn đi đôi với tín ngưỡng. Vì thế, tất cả những tôn giáo trên thế giới đều tin tưởng đấng thần linh này, đấng cứu rỗi nọ, ông trời mình và ông trời người. Duy chỉ có Phật giáo là không tin vào thần linh, không tin vào thượng đế, không tin vào ai cả, mà chỉ tin vào khả năng tự mình có thể giải thoát ra khỏi mọi hệ lụy của phiền não vô minh cho chính mình, mà Đức Phật là người dẫn đường, là bậc toàn giác. Đạo Phật khai mở một hệ tư tưởng triết học rất thâm sâu, huyền diệu, dựa vào tư tưởng tánh không, tức là bát nhã, để dẫn dắt chúng sinh quán triệt thật tướng của vạn pháp, chứ không nhất thiết chỉ thấy biết vạn pháp qua thế giới hiện tượng. Những lời dạy thâm sâu của Đức Phật để đưa tâm quy về một trạng thái tinh thần, tĩnh lự và sáng suốt được nhiều người cho đó là tôn giáo, người khác lại cho là triết học hay tâm lý trị liệu. Vì vậy, khi đề cập đến thế giới bản thể và hiện tượng là một vấn đề rất quan trọng, một vấn đề mang tính triết học sâu xa, nếu con người nhìn nó qua lăng kính của triết học. Nhưng đối với Phật giáo, cho dù con người có gọi nó là tôn giáo, nền giáo dục, môn triết học hay là gì gì đi chăng nữa, thì điều đó chẳng có giá trị thêm bớt gì, vì lý luận là còn nằm trong vòng luẩn quẩn của nhị nguyên, của thế giới tương đối, có sinh, có diệt. Mà điều quan trọng hơn hết là những lời thuyết pháp của Đức Phật nhằm nói lên chân lý khách quan, nói lên cái nguyên thủy của sự hình thành và sự tồn tại khách quan của vũ trụ vạn hữu. Nhưng cho dù con người có lý luận dựa theo bất cứ khía cạnh, phương diện nào, thì có một điều chắc chắn mà mọi người đều đồng ý rằng Đức Phật không phải là đấng thần linh, đấng cứu rỗi, mà Ngài chỉ là đấng toàn giác, là bậc thầy vĩ đại mà thôi. Vì vậy, đạo Phật có thể được gọi là một tôn giáo không có tín ngưỡng. Tại sao lại không có tín ngưỡng? Bởi vì đạo Phật là con đường giúp cho chúng sinh tự mình thể nghiệm chân lý để có thể giải thoát giác ngộ, mà không tin có một đấng thượng đế,
một đấng thần linh nào đó có thể ban vui cứu khổ hay cứu rỗi cho họ được. Mà muốn đạt đến cứu cánh tột đỉnh này, người đệ tử Phật bắt buộc phải có niềm tin. Nhưng niềm tin ở đây là tin vào lời Phật dạy chân thật của Đức Phật, là người đã thực chứng những chân lý nhiệm màu. Bởi vì lời dạy của Phật là Như Lai thì chân ngữ giả, thật ngữ giả, bất dị ngữ giả, bất cuồng ngữ giả. Nghĩa là lời nói của Đức Phật là chân chính, là thành thật, không tráo trở và không bao giờ dối trá. Quan trọng hơn là người đệ tử Phật phải tin chính mình có khả năng hóa giải diệt trừ mọi vô minh, phiền não để đạt được tâm thanh tịnh, mà có Niết Bàn, có Bồ Đề cũng như chư Phật, chư Bồ Tát vậy. Đức Phật dạy chúng sinh phát triển những tiềm năng và nỗ lực của chính bản thân của mình để đạt đến trạng thái an lạc và hạnh phúc tuyệt đối Niết Bàn. Do đó, hạnh phúc hay khổ đau là do nơi con người chứ không tùy thuộc vào một đấng quyền năng tuyệt đối nào, và Đức Phật chỉ là một bậc thầy hướng đạo. Đức Phật đã trải qua bao nhiêu khổ ải và đau đớn để đạt đến an lạc thanh tịnh Niết Bàn. Vì thế, Ngài chính là biểu tượng của an lạc, từ bi và trí tuệ. Vậy người đệ tử Phật phải có những đức tin gì? Thứ nhất, tín tự, tức là tin ở trong ta, chính mình có khả năng tu thành Phật, nhưng vì bị vô minh che lấp nên vẫn còn sống trong điên đảo khổ đau. Thứ hai, tín tha, không có nghĩa là tin vào tha lực của chư Phật để được cứu giúp hoặc được vãng sanh về thế giới cực lạc, mà chính mình không chịu lo tu sửa, hóa giải phiền não vô minh. Đây là hoàn toàn trái ngược với luật nhân quả của Phật giáo. Tín tha ở đây là tin vào lời dạy chân thật của Phật, vì đây chính là con đường, là ánh sáng huyền diệu giúp cho chúng sinh hóa giải tất cả những vô minh phiền não trong cuộc sống này. Vì Phật là người đã giác ngộ trước, là người chỉ đường, nên chúng sinh nếu không tin vào lời của Đức Phật thì làm sao nương theo con đường mà Phật đã đi để có thể chứng đắc được chân lý mà có được giải thoát giác ngộ như Phật. Nếu chính mình không hóa giải hết phiền não vô minh, cho dù Phật A-di-đà có rước về Tây Phương Cực Lạc thì tự mình cũng không có thanh tịnh cực lạc được. Vì thế, Kinh Duy Ma Cật đã khẳng định là tùy kỳ tâm tịnh, tắc Phật độ tịnh, nghĩa là hết tâm của mình được an vui thanh tịnh thì thế giới mình đang sống sẽ chính là thế giới cực lạc vậy. Thứ ba, tín nhân, tín quả. Ngoài tín tự, tín tha, trọng tâm của Đạo Phật vẫn là tín nhân, tín quả. Con người phải tin chắc rằng hễ mình gieo nhân gì thì chính mình sẽ nhận lấy quả báo đó. Nên nhớ rằng không có một tha nhân nào trên thế gian này có thể thay nhân đổi quả của người khác được, mà chỉ có mình mới lèo lái con thuyền định mệnh của chính mình mà thôi. Con người không cần phải cầu nguyện van xin để chư Phật độ cái này, thưởng cái kia, vì có van xin cầu nguyện cũng không bao giờ được, bởi vì nó đi ngược với luật nhân quả. Nhưng nếu chúng sinh muốn biết cuộc sống của mình sẽ ra sao, thì chỉ cần nhìn kỹ vào tất cả những nhân thiện, ác mà chính mình đã tạo tác, thì chắc chắn sẽ biết mình sẽ được thọ báo những hạnh phúc hay khổ đau. Muốn có cuộc sống hạnh phúc yên vui thì nên gieo nhân lành, ngược lại gieo nhân bất thiện thì phải chịu cảnh khổ đau, bất toại nguyện, thế thôi. Ngày nay có rất nhiều đệ tử của Phật vẫn còn nhầm lẫn về hai chữ Phật độ. Phật độ không có nghĩa là mình cầu nguyện van vái điều gì thì Phật độ, Phật ban cho điều ấy, mà Phật độ ở đây chính là Phật chỉ dạy cho chúng sinh con đường giải thoát giác ngộ, để tự mỗi chúng sinh tùy theo bổn nguyện, căn cơ và hoàn cảnh của chính mình mà tự mình hóa giải những hệ lụy của phiền não vô minh. Có bớt được một phần phiền não vô minh thì có được một phần Bồ Đề Niết Bàn. Do đó, Phật độ là Phật giúp cho chúng sinh phương tiện, tức là kinh điển. Nhưng chính chúng sinh phải tự mình trèo, lái, thực hành và sống với chánh pháp thì mới có giải thoát an vui và tự tại. Ngược lại, nếu chúng sinh ngồi thiền, tụng kinh niệm Phật, chỉ chú, van vái cầu nguyện mà tự mình không chịu lo tu sửa, tánh tham tật đố không chừa, tâm còn giận còn hờn, lòng còn chạy theo si mê ái dục, thì đây chỉ là tu hành theo hình thức, không có một ý nghĩa hay giá trị nào hết.
Ngày xưa khi tôn giả Mục Kiền Liên cầu khẩn và bạch với Phật xin thương xót cứu vớt mẹ của ngài là bà Thanh Đề ra khỏi địa ngục A Tỳ. Tại sao Phật không làm phép bắt ấn Tam Muội để bọn quỷ sứ ma vương thả bà Thanh Đề về? Không phải là Phật không làm được, nhưng ngài không làm vì đây hoàn toàn trái với luật nhân quả. Nếu bà Thanh Đề đã gieo những nhân bất thiện thì chỉ có bà phải tự mình ăn năn sám hối để chuyển cái tâm tội lỗi xấu xa thành cái tâm thuần lương tươi sáng. Có như thế thì chính bà tự bẻ gãy gông cùm nơi địa ngục mà hóa sanh về cảnh thiên đường an lạc. Chẳng những Phật giáo phủ nhận Thượng Đế mà Phật giáo cũng không chấp nhận Diêm Vương là người có quyền phán xét tội hồn trong cõi âm. Khi nói về cõi âm, hai quyển Hồi Dương Nhân Quả và Ngọc Lịch Minh Kinh không phải là kinh sách của Phật giáo, vì nó diễn tả một câu chuyện xảy ra ở Trung Hoa của hai người trùng tên nhưng khác họ, bị quỷ bắt lầm rồi sau đó trả hồn về thế gian. Thật ra ông Diêm Vương mà người thế gian thường nhắc đến không phải xuất phát từ Phật giáo, mà nó đã xuất hiện rất lâu trong những kinh sách Vệ Đà của Ấn Độ. Vì thờ đa thần nên họ nghĩ rằng trên trời thì có thiên thần, ở giữa hư không có hư không thần, và trong đất cũng có địa thần. Vì thế, người Trung Hoa mới sao lại những vị Diêm Vương cai quản 18 tầng địa ngục. Nhưng trong thế gian, có biết bao giống dân như Việt Nam, Thái Lan, Miến Điện, Ấn Độ, Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Gia Nã Đại. Thế thì tại sao ông Diêm Vương phải lại là người Trung Hoa, phải ăn mặc giống như cải lương hát bội như vậy? Phải chăng là do óc tưởng tượng của người Trung Hoa bày vẽ ra? Thật sự, nếu có vị Diêm Vương cai quản cõi âm thì tội hồn cũng có cách hối lộ để được giảm tội hình. Nhưng dựa theo Phật giáo, địa ngục không phải là nơi giam giữ tội hồn đời đời như nhiều người thường nghĩ. Những hình ảnh ma vương, quỷ sứ, đầu trâu mặt ngựa cùng những khổ hình nơi 18 tầng địa ngục chính là sự phóng dọi, biến hiện và trói buộc của nghiệp cảm mà thôi. Vì vậy, mỗi chúng sinh đều có một ngài Diêm Vương nơi tâm của mình mà họ không tự biết. Đó là tiếng nói mãnh liệt của chân tâm, Phật tánh và là sự phán xét sau cùng của trí thiện. Cũng như ngài A Nan, cả đời theo chân làm thị giả cho Đức Phật, được Đức Phật khen tặng là đệ nhất đa văn, mà tại sao không thành A-la-hán trong lúc Đức Phật còn sinh tiền? Không lẽ Phật không thương xót độ cho A Nan thành thánh? Tất cả những gì Phật độ cho A Nan hay cho tất cả chúng sinh thì Phật đã độ rồi. Đó là Phật đã thuyết 12 bộ Đại Tạng Kinh để giúp cho chúng sinh tự mình thể nghiệm chân lý. Ông A Nan vì tánh ỷ lại là em và là thị giả của Phật nên không chịu lo tu chứng mà chỉ muốn học rộng biết nhiều. Vì thế, tuy A Nan là người thân cận của Đức Phật nhất mà Phật có độ cho A Nan thành A La Hán được đâu. Do đó, sau khi Đức Phật nhập diệt, ông thất vọng, sống trong chán trường đau khổ nên có ý định quyên sinh. Nhưng khi nhớ lại những lời dạy của Thế Tôn làm cho ông thức tỉnh nên thành tâm sám hối tất cả những việc bất thiện mà ông đã đối xử với Đức Phật trước kia. Khi tâm đã hoàn toàn trong sáng thanh tịnh nên chỉ ngồi thiền một đêm mà ông đạt thành chánh quả. Sự huyền diệu nhiệm màu của đạo Phật là chúng sinh có thể chuyển cái tâm của mình. Nếu tâm cứng ngắc, có tu hay không cũng vậy, thì không có cách nào con người có thể chuyển từ phàm thành thánh. Vì tâm có thể chuyển được, cho nên ông A Nan mới tu thành A La Hán hay Thái tử Tất Đạt Đa mới tu thành Phật được. Câu chuyện của tôn giả A Nan ở trên đã được ghi lại trong luận Đại Trí Độ như sau. 3 tháng sau ngày Đức Phật nhập diệt, tôn giả Đại Ca Diếp quy tụ 1.000 vị Đại A La Hán và cuối cùng chỉ chọn 500 vị để kết tập kinh điển lần thứ nhất trong núi Kỳ Xà của Thành Vương Xá. Ông Đại Ca Diếp vào thiền định rồi dùng thiên nhãn quán trong đại chúng ai là người chưa sạch hết phiền não, tức là chưa chứng thánh quả A-la-hán thì phải mời ra khỏi đại hội. Trong số 1.000 người chỉ có mình A-nan là chưa thanh tịnh nên Đại Ca Diếp lấy tay dắt A-nan ra khỏi chúng và nói rằng: nay ở trong chúng thanh tịnh kết tập kinh tạng, ông chưa sạch kiết sử, tức là còn phiền não, không nên ở đây.
Bấy giờ A Nan hổ thẹn buồn khóc, tự nghĩ: ta 27 năm theo hầu hạ Thế Tôn, gần gũi chăm sóc Ngài, chưa bao giờ bị khổ não như thế này. Thấy Thế Tôn giả Đại Ca Diếp nói tiếp: tội của ông là ý Phật không muốn cho người nữ xuất gia, vì ông ân cần khuyên thỉnh, Phật mới cho họ xuất gia. Vì lẽ đó mà chánh pháp của Phật chỉ 500 năm là suy giảm, đó là tội đội kiết la của ông. A Nan thưa: tôi thương xót bà Cù Đàm Di. Lại nữa, theo pháp của chư Phật, ba đời đều có 4 bộ chúng, tức là Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Thiện Nam và Tín Nữ. Tại sao Đức Thích Ca lại không có? Đại Ca Diếp nói: khi Phật sắp nhập diệt gần thành Câu Thi Na, Ngài đau lưng nên cần trải 4 lớp y. Âu Đa La Tăng để nằm và nói với ông ta cần nước, mà ông dừng dưng không đi lấy, đó là tội đội kiết la của ông. A Nan đáp: khi đó có trên 500 cỗ xe băng dòng lội qua làm nước vần đục, vì thế nên tôi không lấy. Đại Ca Diếp nói tiếp: dẫu nước bị đục, thân lực của Phật có thể làm nước đục biến thành nước trong, sao ông không lấy? Đó là tội đội kiết la của ông. Ông hãy sám hối đi. Đại Ca Diếp lại nói: Phật đã dạy, nếu người khéo tu tập 4 thần túc thì có thể sống thêm hay giảm 1 kiếp đều được, mà sao ông lại làm thinh không thưa lại? Phật hỏi đến 3 lần ông vẫn làm thinh. Nếu ông thưa với Phật là Phật khéo tu 4 thần túc thì Ngài nên sống 1 kiếp hay non 1 kiếp. Do sự thinh lặng của ông mà Thế Tôn mới nhập diệt, đó là tội đội kiết la của ông. A Nan đáp: ma che lấp tâm tôi nên không nói được, chứ không phải tôi có ác tâm mà không thưa với Phật. Đại Ca Diếp lại nói: ông xếp y tăng giả lê của Phật mà lấy chân đạp lên, đó là tội đội kiết la của ông. A Nan giải thích: khi ấy có gió lớn nổi lên mà không ai giúp tôi cầm y, nên gió thổi làm y rớt xuống chân của tôi, chứ không phải tôi không cung kính mà dẫm lên y của Phật. Đại Ca Diếp nói: sau khi Phật nhập diệt, ông bày tướng mã âm tàng của Phật, tức là bộ phận đàn ông, cho người nữ xem, sao không biết xấu? Đó là tội đội kiết la của ông. A Nan đáp lại: khi ấy tôi suy nghĩ rằng, nếu các người nữ thấy tướng mã âm tàng của Phật, chắc họ tự xấu hổ thân hình nữ nhân, nên mong muốn được thân nam tử, tu hành Phật tướng, gieo gốc phước đức. Vì thế mà tôi cho người nữ xem, chứ không phải không biết xấu mà cố tâm phá giới. Đại Ca Diếp nói: ông có 6 tội đội kiết la như vậy, nên phải sám hối giữa tăng chúng. A Nan xin vâng theo lời của trưởng lão Đại Ca Diếp mà quỳ thẳng chắp tay, bày vai áo bên phải và sám hối 6 tội đội kiết la. A Nan bị tôn giả Đại Ca Diếp đuổi ra ngoài không cho tham dự đại hội nên rầu rĩ khóc lóc, chứng tỏ lúc bấy giờ tâm của A Nan là tâm phàm nhân, tức là thức tâm, vì vẫn còn duyên với ngoại trần nên còn buồn còn khổ. Tuy khóc than không phải là hành động của bậc thánh, nhưng nó cũng làm dịu phần nào những cơn đau trong tâm, cho nên ngay trong đêm đó A Nan thức tỉnh, bèn tọa thiền kinh hành, tư duy các pháp, ân cần cầu đạo. Tuy A Nan có nhiều trí tuệ nhưng ngặt nỗi kém định lực, cho nên không phá nổi phiền não chướng mà chưa thành thánh giả. Cuối đêm sắp hết, mệt quá muốn nghỉ nên vừa nằm xuống, đầu chưa chạm gối, bỗng nhiên A Nan tỏ ngộ như tia sáng lóe lên, khiến cho Ngài nhập định kim cang mà phá tất cả các núi phiền não, chứng được tam minh thần thông biến hóa và trở thành A La Hán. Ngay đêm đó A Nan đi đến nhà tăng gõ cửa gọi, thì Đại Ca Diếp hỏi: ai gõ cửa đó? A Nan thưa: tôi đêm nay đã dứt hết các lậu. Đại Ca Diếp nói: không mở cửa, ông cứ theo lỗ khóa mà vào. A Nan liền dùng thần lực theo lỗ khóa mà vào, lại dưới chân tăng chúng mà sám hối. Đoạn kinh trên chứng minh một cách hùng hồn rằng Phật chỉ là người chỉ đường, còn đi hay không là do chúng sinh, cho nên không có vấn đề cầu nguyện van xin vái lạy để thỏa mãn những dục tính vị kỷ của con người trong đạo Phật. Vì thế mà trong tứ thập nhị chương kinh, tức là kinh 42 chương, Đức Phật đã dạy rằng: đệ tử tuy xa ta nghìn dặm
mà luôn nghĩ đến và thực hành giới pháp của ta, thì chắc chắn sẽ chứng được đạo quả.